Mọi người ơi, bé chuột đã chết rồi. Nguyên nhân là không phải tiun mà là nghiệp duyên của bé. Bé đã bị kiến cắn chết. Đây, kiến cắn nát người bé ra. Bé đau đớn quằn quại. Ghê thiệt chứ. Coi kiến mà cắn con nhỏ lòi con mắt ra luôn nè. Rồi xong rồi đó mọi người. Tôi ngủ 6 tiếng đồng hồ. Nhà Tuyên thì không ai hỗ trợ hết trơn á. Thì tôi chăm lo nó. Hôm qua tôi đi bơi 3 tiếng đồng hồ cho nó bú xong rồi về ngủ. Vậy thấy kiến cắn nó nát người nó luôn à. Mấy ông nội kiến à, mấy vị Bồ Tát kiến này tốt dễ sợ. Cho nó lên đường luôn rồi. Giờ mọi người nghĩ coi, nó là chuột cống, khi nó lớn lên thì chuyện điều gì xảy ra? Nó cũng khó sống với mọi người lắm. Còn mày nữa, mày cứ rao. Giờ đi chôn nó. Chôn cho bé chuột cống an nghỉ về nơi cuối cùng. Đây là nơi ủ